Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì nhiệm vụ của game này nó yêu cầu các bạn phải có 5.000 xu và các bạn đổ vật phẩm ở trong cửa hàng nha các bạn. Thì nếu các bạn muốn kiếm được xu chỗ trong game này thì các bạn bắt buộc các bạn phải sống tới cuối khi hết thời gian các bạn. Khi hết thời gian các bạn còn sống ở trong game ấy, thì các bạn sẽ được xu nha. Ngoài ra khi các bạn có bet thì cái lượng xu các bạn cộng nó sẽ nhiều hơn nha các bạn. Thì con bet thì có hai trứng các bạn, một trứng là 75 xu và một trứng 150 xu. Thì các bạn có thể cân nhắc là kiếm bet trước rồi chúng ta hãy kiếm bắt đầu kiếm xu nha. Tại vì có bet vô thì lượng xu nó sẽ nhiều hơn nhé các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký, nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.